Thưa bà con, chào quý khán giả. Thời gian gần đây, nhiều hộ dân ở huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ đã tận dụng các loại cỏ, lá cây có sẵn trong tự nhiên và từ vườn cây ăn trái để chăn nuôi dê. Nhờ vậy mà giảm được nhiều chi phí thức ăn, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhiều hộ đã thu về từ 200 đến 300 triệu đồng một năm. Để có được như vậy, ngoài việc chăm sóc, nguồn thức ăn phải đa dạng đủ dinh dưỡng, thì chuồng trại cũng cần phải đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt là trong mùa mưa ẩm như hiện nay. Dự báo trong một tuần tới ở Cần Thơ đều đặn có mưa dông về trưa chiều đến tối, có ngày còn có mưa lượng lớn kèm theo cả dông gió giật. Vì vậy, để đảm bảo chuồng trại sạch sẽ, không ảnh hưởng đến sức khỏe của đàn dê, bà con nên che chắn chuồng trại kỹ lưỡng và chú ý khả năng ngập để tạo rãnh thoát nước. Còn về nhiệt độ thì khá vừa phải, cao nhất sẽ nằm trong khoảng từ 30 cho đến 31 độ. Ngoài Cần Thơ thì nhiều tỉnh thành khác ở đồng bằng sông Cửu Long 10 ngày tới cũng có mưa nhiều về chiều. Đặc biệt là các ngày từ 9 cho đến ngày 12 tháng 7 sẽ có nhiều điểm mưa vừa mưa to, thậm chí có nơi mưa rất to, nguy cơ cao xảy ra ngập úng vùng trũng thấp cùng lốc sét và gió giật mạnh. Khoảng tạnh ráo chủ yếu diễn ra buổi sáng, nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất sẽ nằm trong khoảng từ 29 đến 33 độ. Còn thời tiết cụ thể trong ngày mai ở cả Nam Bộ, chiều mai mưa dông sẽ xuất hiện trên diện rộng. Miền Đông sẽ có những điểm mưa to, lượng có thể trên 50mm, nguy cơ cao xảy ra ngập úng. Sáng đến trưa mai, trời lúc nắng, lúc nhiều mây, nhiệt độ cao nhất ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và những địa phương khác sẽ phổ biến trong mức từ 29 cho đến 32 độ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và quý khán giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.